đánh thằng Thánh ta đâu, còn yếu lắm nhà ngươi. Đỡ nè, tập bác láng. Ủa nghe nó mạnh chưa ta? Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những nơi ưu ẩm mà mì có dung linh có quầy dự thân tu luyện ta thực hại người cũng như hại mình. Hôm nay Lâm tiếp tục trở lại cái vị trí đằng chống sau này, thì có vài cái dòng mà Lâm sẽ cố gắng giúp họ về một con đường mới tu lành tu hiền, sớm đồ thể chính tiếp thầy người nha. Bây giờ thì video thế nào không nói dòng dòng nhiều, mời ông bác theo dõi nha. Cái này khoảng 5 giờ rưỡi chiều. Lúc này trời nắng, nắng lắm. Mà mở đi giờ này cho nó mát nha mà bác ha. Có dòng mà dễ chạy nè. Ui. Ui trời 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 trời. Là gì? Ui. Hay đâu, hay đâu, hay đâu. Kiệt, 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 mở bác thấy không? Ai trời. Xin chào. Ai đó. Nó mà lại gần thấy coi. Ăn thử coi không bác. Xin chào. Chào. Ồ trời. Cái mặt kia. Không có sao. Thôi. Ai đó, ai đó, cái mặt hay đẹp quá vậy. Đẹp trai quá vậy. Để cho tôi yên, tu. Tu hả? Vong hả, quỷ hả, người hả? Hả? Quỷ hả? Quỷ đất hả? Đội lớp người. Quỷ đội lớp người. Ôi, đội lớp quỷ. Quỷ đội lớp người. Tấm lại ông là con quỷ chứ gì? Đúng không? Con quỷ đang luyện trà thật. Tao có quỷ được. Phải quỷ được không? Tao là quỷ. Phải quỷ được. Ồ, cái hàm răng dài thòn. Hai lỗ tai cũng dài thòn luôn. Trời ơi trời. Hay gặp thứ dữ rồi. Thôi bị lấy làm gì? Kiếm mà kiếm kiếm quỷ nói chuyện chơi. Đồ khác kiếm đi. Không phải quỷ không? Phải. Nói chuyện chơi. Không có rảnh. Anh à, không ảnh cũng nói chuyện nữa, buồn quá à. Buồn thì nói chuyện một mình đi. Hỏi lộn trời ơi, hỏi lộn ơi. Hỏi lộn không? Không biết lộn. Chứ biết cái gì? Biết tu. Tu hả? Tu sống vô chùa, tu ở đây tu gì? Chùa để cho mấy thầy chùa tu. Ông quỷ tôi tu ngoài đây. Ông quỷ không tu hay kiểu quỷ? Ông thầy chùa cũng tu theo kiểu thầy chùa. Ờ nó cũng đúng ha, cũng có lý. Ủa mà tu theo kiểu quỷ là tu làm sao? Hả? Ăn ăn gà sống uống máu tươi tu hả? Tu để ăn những người làm ác. Ăn những người làm ác. Là sao không hiểu? Tao sắp thành công rồi. Ủa, mày đi đi, mày để cho tao yên tập cho tu hành tôi. Có tài cán gì không mà đặt làm quỷ mà còn tu nữa vậy? Hả? Hả? Có tài cán mấy người dám làm quỷ chứ. Những gì chơi? Ta tự giới thiệu mọi người biết nha. Tao là pháp sư. Mà siêu chiều. Sư tưởng pháp sư bự lắm. Có tài cán gì không? Không. Chạy đi chơi.
Nói lộn chơi. Bước ở đây, bước ở đây. Đại cá nhiều mà đặt làm quỷ ở đây nè. Đây. Anh đi chơi. Ở đại cá thử vài chiêu chơi coi, buồn quá. Đâu quá nó lộn với quỷ buồn quá. Rồi biết săn quần luôn, quỷ biết săn quần. Ôi ôi. Sao? Tài cán gì không mà đòi làm quỷ à? Tưởng mày là ai? Hồi xưa, nhỏ xíu hả? Bất tư mà nhỏ xíu. Tao bự hơn nhà người đó nữa. Hả? À, không? Mà tài cán gì không? Nhất dớt vài triệu giờ rồi. Bây giờ không có nói gì nhiều chứ. Đứa nào thua đứa đó nghe lời đối phương đi. Tôi thua ông, tôi nghe lời ông. Ông thua, tôi nghe lời tôi. Hiểu không? Trời. Chơi quỷ. Ừ, tôi không biết mà ôi. Ô quỷ gì nhát quá, bể thù hết hồn. Tao đi dành, tao dành sau này tao mới chơi. Đang tu luyện chưa có thành công. Trời giờ là bài chiêu của mình giao lưu chơi thôi. Lỡ tao thắng mày sao? Thắng thì tôi nghe lời ông, tôi cho tôi làm đệ tử không? Tôi làm lính không? Làm cu ly. Được, được, được. Ông thua tôi sao? Thua mẹ. Ừ. Thôi mày lính tao. Giờ kỳ đường nào tôi cũng làm lính ông, cha ông khôn như quý vậy. Bây giờ tóm lại là ông thua, ông phải nghe lời tôi vậy đi. Tôi thua ông, tôi làm lính ông, đệ tử không? Chưa không? Rồi. Trời. Chấp ông anh trước chiều á. Quỷ không vào. Quỷ. Chiều tới đây, ra hắn chán lông. Cấp thư gõ xíu mà, xíu mày. Sao mạnh như ta? Bị gõ gì mày? Thôi, cho người đánh lại đó. Công bằng nha. Mấy con quỷ rồi. Ừ, mất cả ngàn con quỷ rồi. Có con quỷ nào mà nó quánh cái chiều hốt hồn mà chưa? Chưa. Chưa không? Ừ. Tao không biết cái chiêu đó thôi. Ừ. Thánh không thánh tao đâu. Còn yếu lắm nhờ người. Nè. Tập bác láng. Ừ. Quỷ này mạnh chưa ta? Đang chơi gì rồi nữa. Tôi kiếm chỗ tu tiếp này. Chưa. Tao nói mày rồi. Chưa có thành công, chưa có chơi mà mày rủ nó hoài. Không chơi nữa mày. Ê, khoan, con chưa quánh tu mà. Đừng có lợi đi, đừng cái đi, thua rồi đi. Không có chừa, không thủ mày. Không thủ gì chơi, chơi hết mẹ, có nhiêu chơi nhiêu đi. Ủa chơi hết rồi, mới bóng gặp mấy khác sao chơi. Trời hết, hết chiêu thôi chứ nội lực không còn mà. Vậy làm gì? Trục hồn. Trục hồn hả? Người tiếp ta, tại nhà người lại tiếp ta một chiêu nữa nè. Cho người cái dòng kim càng. Dòng kim càng. Ôi. Mạnh nhớ ta. Ôi trời 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 trời. Mạnh dữ ta. Một xíu xíu nhưng lại thua nữa ta. Rồi. Wow, cho người đánh nữa đó, còn gì nữa chờ hết đi. Còn chiều cuối cùng mỗi người chiêu đó. Thua là biết nghe lời nha. Chán đi, tôi biết còn nhiều chiêu lắm. Nhanh đi, suy nghĩ hoài quên hả?
quỷ ông đứng múa qua nó mệt quỷ ơi. Mày thua đi quỷ ơi. Thua đi quỷ, không phải coi chiều nào chơi cho hết lẹ lẹ đi. Không, tao không có thua, bây giờ mày để đi cho tao đi. Đi sao? Tao múa ở đây. Tao đang tu luyện đây. Tao chỉ ông chỗ tu luyện ngon lành chịu không? Không. Giờ không đánh, tôi không đánh ông à, ông khỏi chạy đâu hết trơn á. Vậy bị ép tao à? Ờ, chơi đi. Chơi lẹ lẹ đi. Thôi muốn đánh thì mày đánh đi. Đánh cái đâu không hồn hữu tán nữa. Muốn đánh đánh đi, tao hết chiêu rồi. Bàn tay Phật. Úi. Đó là... Đó là... Tao có bàn tay quỷ. Đây là cái Phật sao có lợi này. Ủa? Thu chưa? Thu mày ơi. Thu. Cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Đây ạ. Đây nha. Cảm ơn. Trời ơi, nó thua nó bỏ chạy rồi mà bác ơi. Ôi, bây giờ làm sao ta? Chỉ cần cách dụ thôi. Dụ là làm sao? Bài đã cúng kiến, cho nó ăn, được ấm no. Sau đó mình giúp hắn nha. Vậy mà bác ơi, quỷ này cũng phải thật yếu à. Thôi, giờ làm sẽ tìm cách đặt các bạn nghe thật cây. Rồi ông bà bác ơi, giờ Lâm sẽ đặt các bạn ý thức cúng cho cái con quỷ này nha. Như vậy đi, chắc đặt ý thức đây nha. Ở đây cũng gần trên đỉnh núi chút kia cũng có chùa. Bây giờ đây tao quấn chuông quấn gì. Gần cái chùa quỷ này không vô thu mà nó ở ngoài chứ gì ta. Vô chùa tu đi. Ý mà lộn quỷ sao nó vô trong chùa được. Không được không bà ơi. Quỷ nó vô chùa được. Vòng vòng ngoài. Thì có thần người ta hộ pháp á. Nó không vô được. Nhưng mà thời tiết nắng quá. Nó đi rất đói cho nó mát mà bắt. Gần cái chùa với cái đường mà chạy xe lên nên trên đỉnh núi đó. Cái này gần đỉnh núi mà chưa tới. Để thổ mình cúng lẹ coi con quỷ này có nghe lời mình không, có đánh thua mình nữa. Lát mà nói nó mình thua rồi không biết nghe lời tao nữa. Tại vì nó nghe nói nó còn chiêu à. Bàn tay quỷ thì gì. Sáu giờ là chung chùa gõ đâu mà bạn. Nó không có rộn mà không cảm nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Đức Tịnh Bồ Tát. Nam mô các chư vị thần đá thần non, các chư vị thần thổ thần thổ địa. Nó đây đặc biệt là cái dòng của quỷ mê thời hại dùng bánh trái. Tôi giúp ông về chùa tôi lành tôi hiện sớm đầu thai chuyển kiếp nha. Quỷ ơi quỷ đánh thù rồi trốn đi đâu rồi không biết. Thank you.
lớn lớn xíu, sơ gì nhỏ xíu. Kiếm mày nha pháp sư, cảm ơn mày nha. Đây là mày nuôi dưỡng cho tao tu sẽ thành thôi. Bây giờ thì tao thành quỷ rồi, tao đợi thầy tao trở lại, thầy tao sắp về rồi. Cảm ơn pháp sư, đây mày cứu tao rồi, tao no rồi, cảm ơn. Đầu gà tốt quá trời tốt. Lắm mà phải có
đi kiếm ăn được, cho tu hành. Đó, sợ ông thầy cũng ổng ra rồi không gặp ổng, không có hội ngộ được với ổng. Trốn đi rồi mà. Cảm ơn. Thì gì nãy nó trốn rồi mà, sao không trốn đi? Trời, dữ đói quá à. Dạ. Yeah. Chè, khó nhà ăn bà chịu không nổi. Dạ không, cho bạn ngon nữa. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn ý cái gì? Đi à. Cảm ơn à. À, đã cung cấp cho tôi để tôi sống về chục năm nữa nha. Cảm ơn nha. Đi nha. Ê, quỷ ơi. Hả? Nãy ông nói có bàn tay quỷ mà đâu. Thử một chiêu nữa coi. Thử có thắng không? Tôi còn chiều nữa chưa đánh á. Tao quỷ hề, tao không bánh lộn mày ơi, bánh sao lại mày. Gạn đánh đi mà, tao nỉ rồi đánh đi. Dở quá là ông quỷ, mày đặt cho tu nữa. Họ má bây giờ nghe lời tôi cho rồi đi. Họ đánh đấm đá gì chưa? Chưa không? Ôi, tao ăn no rồi, tao quá lắm nổi. Tao quá lộn đâu, dùng thực thôi mà, dùng bằng tao quỷ, coi chơi. Đâu mở mà làm thử cái mở rộng tầm mắt bằng tay quỷ nó cỡ nào. Ủa, mạnh như thế hả? Chúi tao. Ôi trời, như tôi tính để dành rồi. Tới cuối cùng tao mới chơi, chưa có luyện thành công. Tôi còn chiều vô đánh với ông nè, thử không? À, mày còn nữa hả? Còn. Không đừng quánh. Dữ lắm thằng chủ. Tỏ lên. Chào. Bắt hổng chưa? Thôi chưa? Thua tôi hù hồi lại, không tôi đánh gì nữa nhầm lép á. Thù. Vậy là thua rồi phải không? Đi nghe lời đi ông nội ơi. Hết rồi còn nữa chơi. Này đó. Chính để dành cuối cùng tao mới chơi. Cuối cùng này năm nữa mới xài cái chiêu đó. Ôi, làm quỷ hoài chán lắm rồi. Làm người đi. Làm người giống tôi nè, cũng có thật vậy. Đúng không? Thôi giờ thua rồi, nói chuyện chơi đi. Tôi không có làm gì ông đâu. Tôi cũng không bắt ông đi theo tôi nữa. Tôi không làm gì ông trời. Thôi thả tự do cho ông á. Vậy thì tao cảm ơn mày nha. Mày về đi. Đâu có được. Không có cần tôi giúp gì không? Ông mày ơi giúp gì? Tại vì pháp thuật ông kém quá, cần tôi giúp không? Ở đây tao bù lại thầy tao trở lại. Thầy nào còn thầy nữa hả? Thầy tao á. Còn đệ tử của thầy tao. Bây giờ tôi còn cái này, nãy giờ tôi đánh ông mà tao chưa giúp ông được gì, tao giúp ông phần cơm thôi mà. Đúng không? Giờ tôi có con gái tôi giúp ông nếu mà tôi giúp được là ông chịu nghe lời tôi. Mày à, mày nói tao không biết mày giúp tao gì, mày giúp đi. Bây giờ tôi hỏi ông là lúc trước đó còn sống ông là con người đúng không? Chết thành quỷ rồi cái mặt ông sao biến dạng gì vậy? Cái này là nuôi cái chí hướng nè, nuôi phải tu cho thành ác quỷ nè, từ từ nó biến cái mặt trước như vậy nè. Tại tao là quỷ đổi lớp người. Yeah. Mượn lớp quỷ. Bây giờ có muốn khuôn mặt lại bình thường mà đã thành con quỷ không, mà cái mặt không có đổi lớp người, không họ thành con quỷ như cái dòng bình thường như con quỷ, cái mặt khuôn mặt vẫn thành người ta mà không có thành cái mặt quỷ giống vậy, nó chịu không? Làm được thì tao mới tin. Bây giờ tôi làm cho ông là được rồi, ông tin tôi, ông tôi giúp đỡ ông ha. Ông chịu không? Ok. Biến khuôn mặt là bình thường. Ôi, nó tính chưa? Ôi. Ồ,
tôi nói rồi mà không tin tôi. Hay pháp sư, pháp sư mà phải hay chứ, pháp sư nhỏ xíu xíu, thấy nhỏ xíu vậy chứ được việc lắm á nha. Phải không? Mình làm pháp sư chà bá đi, mình làm pháp sư nhỏ xíu xíu. Tôi thích, thích làm pháp sư nhỏ à. Được tin tôi chưa? Tin. À. Nghe ngon lành cành đào chưa? Vậy là tu theo tôi được chưa? Tu theo tôi đi. Tu cũng theo chính đạo giống mấy ông mà đang tụng kinh trong chùa đồng đó. Đạo Phật á. À, tôi tu theo mấy ổng nhưng mà tôi luyện được sư phụ tôi dạy thêm mà tôi làm nghi thức cúng kiến vong, như bắt vong, đánh vong, bắt quỷ như giáo hóa họ thôi chứ đâu có làm gì họ đâu. Bây giờ tôi thẩm mỹ ông giờ ông thoải mái luôn. À, ông suy nghĩ đi, tôi nói gì nếu mà ông cần tôi giúp đỡ không làm kiếp quỷ nữa, làm kiếp người. Giống như tôi nè, tôi lành tôi hiền sớm đầu thai chuyển kiếp thành một người, con người mới. Giống tôi nè. Nếu đồng ý tôi giúp ông. Rồi. Ừ? Giờ tới cái đường này rồi. Không giúp thì cũng phải chịu thôi. À. Chứ tao mới đầu tao xin mày rồi. Cho tao ở yên nghe tao tu. Ừ. Quánh hay quá rồi. Tao có nhiều bàn tay quỷ. Tao tính không quánh rồi để dành đó. Ừ. Ép tao. Giờ cuối cùng người ta cũng thua mày rồi. Ừ. Cũng làm tao mất tiêu cái mặt quỷ rồi. Ờ. Tao là lúc còn sống á. Sao kể nghe coi. Tao là đệ tử của ông Năm. Ông Năm nào? Năm Cá Sấu. Cá Sấu hả? Chà, ông đó ông nào tôi không biết. Tao là Bảy Ngựa. Bảy Ngựa hả? Đệ tử của ông Năm nổ hả gì? Năm Cá Sấu. Năm Cá Sấu hả? Lộn mà cái dẫu tưởng Năm nổ chứ. Năm Cá Sấu là ông đang chuẩn bị trở lại đó, ổng là ông thầy tao đó. Ổng kêu tao ở đây ngọn núi này đi, tu đi. Cái chừng dài chục năm nữa đó. Là cái màn ba nó hạ xuống. Tao với ổng bắt tay với nhau làm việc. Tao chưa tu có thành công gì chứ. Nói thật sự với mày. Sao? Năm Cá Sấu quá. Là ông Năm Chèo. Tao là đệ tử của ông Năm Chèo. Tao là Bảy Ngựa. Mày thấy cái mặt tao giống con ngựa không? Dạ không. Nhưng mà giờ mặt thành người rồi đâu có ngựa nữa. Tại vì ông luyện tà thực, ông luyện thực gì đó nó mới thành cái mặt vậy thôi chứ. Tao theo ông thầy. Lúc tao cũng là một cái người sống bình thường. Mà sao ông chết à? Ông kể tôi nghe cuộc đời ông sao chết rồi gặp ông thầy đó. Cách đây lâu lắm rồi. Lâu là bao lâu? Mấy chục năm nay rồi. Mấy chục năm hả? Mấy chục năm vậy tao cũng nhớ mấy chục năm rồi. Đại khái là mấy chục năm này chứ 30-40 năm gì đi ha. Rồi sao? Thì hồi đó tao với ông thầy tao là bạn. Rồi sao nữa? Rồi sau này ông mới được đức thầy tu phục. Đệ tử của đức thầy. Nhưng mà ông không có nghe lời. Ông về dưới kia, ông ở dưới sông á. Rồi ông kêu tao đi theo ổng, tao không đi. Rồi tao chết. Chết rồi thành cái linh hồn. Ông kêu tao ráng ở đây tu đi. Sau này tiếp ổng. Hạ những cái người ác như sát đức. Vậy ha. Người nào hiền thì để qua một bên. Người nào mà làm ác thì ăn tươi nuốt sống. Trời ơi, vậy là ông cũng thù ác rồi đó ông nội ơi. Vậy là ông ác rồi đó, ông có hiền đâu. Tao ác chứ tao đâu nói mày tao hiền. Mà tao làm gì anh chị? Làm theo sư phụ. Nghe lời sư phụ ha. Ông sư phụ cũng ác luôn ông nội ơi. Ông không phải là người ác. Thế sao? Cái thời chưa có tới. Ông chỉ hại những cái người hung ác thôi. Người nào biết tu hành thì ông không có hại. Ông kêu tôi chờ đợi đi, tới cái màn ba nó sắp hạ xuống rồi. Thì
ma quỷ cái việc lộng hành lên đi, ráng tu đi cho thành quỷ dữ lên. Chi vậy? Đặng đi theo ổng. Theo làm gì? Thì cái người nào mà ác á thì giết cái người ác. Ồ, ác giết ác. Ừ. Rồi hiền giết hiền hay sao? Không, hiền thì người nào biết tu hành thì để qua bên, không có giết. À, ý là người nào tu là không làm gì họ, mà ác là ông trừ ác đúng không? Người nào biết tu hiền, tu lành. Ờ. Đưa xuống thiền bát nhã. Ờ. Đưa về cõi trên. Ờ. Còn người nào không biết tu hiền. Ờ. Thì kéo xuống sông cho ông thầy tao ăn thịt. Ờ. Rồi người nào mà chạy thoát thì ở trên bờ là tao ăn thịt. Vậy hả? Ôi ôi. Vậy là ông ăn đấy cơ mà ông gì đó. Ông ăn từ đó giờ ông ăn bao nhiêu người rồi? Chưa có ăn. Đang tu chưa có thành. À, chứ là sư phụ dặn tu thành là mới làm phải không? Cũng sắp tới rồi. Cũng sắp tới rồi ha. Cũng chắc cũng vài chục năm nữa là cái màn ba nó hạ xuống rồi. Và cái hội Long Hoa nó mở tới rồi đó. Ờ. Ông thầy tao không nói vậy đó. Ờ. Ráng đợi. Tôi ở đây 30 năm rồi đó. Ở đây 30 năm rồi. Vòng vòng cái núi này ha. Vòng vòng cái núi này nè. Ở bên kia người ta qua đây nè. Ờ. Sao mà lúc trước ta không có thấy ai mà sao bữa nay gặp. Không. Rồi mày tính giúp tao rồi ai giúp thầy tao đây? Thì bây giờ ông đủ duyên với Phật Pháp rồi, ông đủ duyên. Ông gặp tôi là ông đủ duyên với Phật Pháp rồi, ông có con đường chuyển kiếp thành người đó. Ông thành người là tiếp tục ông giúp sư phụ ông. Ông giúp sư phụ ông đâu cần là phải xong cái đời này. Đời sau là ông nối nghiệp ông tiếp tục ông làm sống điều thiện nè, sống điều tốt. Ông làm con người tu lành tu hiền, cái đó là cũng giúp ông một phần rồi. Ừ. Phải không? Mày nói phải nè. Ừ. Thì đó. Nghe ta, phải rồi. Đúng rồi. Bây giờ ông nghĩ là con quỷ, ông không làm chuyện ác nữa. Thì ông tu, rồi xong cái ông chuyển kiếp thành người, ông tu nữa. Là cái như là một người làm việc thiện rồi, nó còn hay hơn nữa, nó còn là có phước hơn, có đức hơn nữa là ông làm con quỷ mà ông làm việc thiện, mà việc thiện ác, nghĩa là ông ngân ác, việc ác, đúng không? Đó. Còn mai mốt nữa ông sanh, ông về ngôi chùa ông tu, ông sanh ông chuyển kiếp thành người là sanh thiện, rồi trưởng thiện, tâm bổn thiện, đó. Thì ông nghĩ thì cái nào nó có lợi hơn, nó hay hơn? Tất nhiên là cái tâm bổn thiện, tâm thiện sanh bổn thiện thì nó hay hơn là phải cái ác. Tao à, đúng không? Tao đang tu nè. Ừ. Tu thành quỷ cho nó dữ, thiệt là dữ nè. Ừ. Thiệt là ác. Ừ. Nhưng mà từ lúc tu giờ là chưa có ác. Đang tu chưa có thành quỷ ác, thiệt là ác. Vậy là ông là thuộc vậy đâu, con quỷ là cũng chưa có ác. Chưa có thành công. Quỷ chưa ác có nghĩa là con quỷ đang bắt đầu nó trên con đường ác thôi. Đúng rồi. Nhưng mà do cái duyên của ông là chắc tâm ông bổn thiện, cho là duyên lành nó đẩy đưa tôi đến đây đi tìm gặp ông. Là bữa nay là coi như là có duyên, là ông là có phước lắm rồi đó mới gặp tôi. Nếu như mà ông hại người thì chắc lẽ không gặp tôi được đâu. Khó lắm. Tao nghe pháp sư nhỏ xíu mày nói có lý nè. Thầy à. Tao ở bên ác này đi. Thôi bây giờ tao nghe lời mày, tao về bên thiện đi, tao khuyên mấy người ta tu hành. Đúng rồi. Đặng ông lại tu được nữa, ông có chứng đạo được nữa. Ông ngộ đạo nữa, ông lại hay hơn nữa, ông khuyên được nhiều người nữa. Vì là có lợi cả hai bên luôn nha. Có lợi nhiều luôn. Ông vừa tu trong có phước có đức mà lại ông giúp được người nữa. Thấy không? Đó. Thôi bây giờ bỏ ông sư phụ, ông về qua bên đi. Nghe lời tôi về chùa tu đi ông Dông ơi. Lúc đó ông nói ông chết ông nhiêu tuổi? Chết 50 tuổi rồi. À, chết nay nhiêu năm rồi? Mấy chục năm rồi phải không? Mấy chục năm rồi đó, 30 năm rồi đó. Hồi còn sống đi tu vậy là có vợ con gì chưa? Vợ con thì có, nhưng mà gác qua một bên rồi, lo cái chuyện tu là chính. Tuy nhiên là giống như là buông bỏ cái chuyện gia đình, buông bỏ cái việc cần lo đi tu thôi, đúng không ha? Tại vì sao quyết chí á, là tới cái ngày mà mở hội Long Hoa là phải có mặt tao. Ờ. Nên tao mới tạo
tu, để ăn tu. Tại tới ngày đó là ông thầy tao, ông sẽ dùng mình. Thầy tao là ông Năm á, là ông Năm Chèo á. Ông cũng sắp dùng mình rồi. Bây giờ hôm nay tôi nghe cái thông tin là ông quậy dữ lắm rồi, quậy đục nước rồi. Ai? Ông Năm sư phụ ông hả? Thì là ông sư phụ ông đó. Ông Năm Chèo. Ông Chèo hả? À? Ông là trở thành sư phụ ông chưa? Hay là mới ổng chỉ mới kêu ông tu luyện chừng nào được ổng mới nhận là làm đệ tử? Ông kêu á tới cái ngày hội Long Hoa đó là cái màn ba nó hạ xuống rồi đó. Tức là lập cái đời mới rồi đó. Mày ráng mày tu đi, đặng mày theo tao mày diệt cái người ác. Trời. Nhưng bây giờ tao gặp mày rồi, mày nói khải quá. Bây giờ thay vì mày tu cho thành con quỷ ác thiệt ác đi, bây giờ cô ta tu thành cái người hiền. Khuyên cái người hiền, người hiền. Trời hay quá. Hay quá. Ôi, công nhận quỷ thông minh, giỏi thiệt. Ông là nếu mà ông trở về tâm bổn thiện tu hiền thì bảo đảm ông chứng đạo, đắc đạo luôn, trở thành một cái vị Phật để cứu độ chúng sinh giống như tôi vậy nè. Không, tôi chưa thành Phật được, tôi chỉ pháp sư thôi. Còn ông là ông có tương lai đó. Bây giờ tôi sẽ giúp ông về một ngôi chùa. Ngôi chùa đó có cái thất vong linh. Hàng ngày ta cúng cơm, hàng ngày ông khỏi lo phải đói. Ông chỉ việc tu, cố gắng nỗ lực tu hiền tu lành để muốn ông độ hóa chúng sinh, độ hóa những con người, những người hiền, để vô tâm bổn thiện người ta sinh khởi lên. Cái cõi ta bà này giờ toàn là ma quỷ gì không à. Thật ra là con người chúng ta cũng có người, thật con người thiệt mà nó thua con quỷ nhộng luôn á. Con quỷ ông còn hiền hơn người vậy đó. Thì tao lúc đầu nó gặp mày nè. Tao nói tao là quỷ đội lớp người, người mượn lớp quỷ. Bây giờ á cái màn ba nó sắp hạ rồi. Ma quỷ nó lộn xộn người, người hay là ma đúng rồi cái gì không có biết đâu. Đúng rồi. Nhưng mà tao là quỷ thì tao nhận tao là quỷ. Rồi. Nhưng mà mày nói như vậy thì tôi giúp ông ha. Giúp. Tốt. Giờ đưa ông về chùa tu sớm tu để mà giáo hóa những cái đầu tiên là bây giờ ông về tu đi. Nữa sớm đầu thai thành người. Về trong cái chùa đó có những cái vong linh cũng đâu có giác ngộ được nhau đâu. Nhiều khi ông giáo hóa lại mấy cái vong đó nữa, đúng không? Rồi xong cái ông gán ông tu có phước có đức, ông chuyển kiếp thành người, thành con người rồi ông có một cái duyên cái đức lớn á, trở thành con người rồi ông sẽ tiếp tục lại có cơ hội là tu tiếp. Mà tu nó chắc chắn là ông chứng đạo, tại giờ cái đời hiện tại giờ ông biết tu rồi, đời sau chắc chắn là ông thành Phật luôn á. Như vậy ha, ông quỷ ha. Rồi tao nếu mà tao nói mà mấy cái dòng mà giống như tao mà mày gửi về đó đó, nghe thì tao sẽ khuyên. Đúng rồi. Khuyên cho ta cho dòng nó tu hiền. Để kịp xuống thiền Bát Nhã đi dự cái hội Long Hoa. Đúng rồi. Bây giờ tôi đưa ông đi ha. Rồi. Bây giờ ông niệm với tôi 6 chữ Nam Mô Phật, đưa ông về đó tu, chúc ông mau thành chính quả và phiên những cái điều thiện nó nhiều nhiều hơn. Rồi sau đời sau là tiếp tục tu để mà làm cái điều thiện nữa nha. Rồi. Bây giờ ông niệm 6 chữ Nam Phật, đưa ông đi nha. Rồi, cảm ơn mà nghe Pháp Sư. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đi. Trời ơi, ông bà bác ơi, mừng quá. Cuối cùng Lâm cũng đã phiên được một cái dòng. Mà dòng này rất là ngộ. Mặc dù đang là trở thành cái lớp quỷ thì người, nhưng mà Lâm nói vài tiếng làm như Lâm có một cái gì đó, cái phước, cái đức gì đó Lâm không biết. Nhưng mà khi Lâm nói được những quỷ này và nó sẽ thua, đánh những quỷ này thua và nó biết lắng nghe ông bà bác ơi, Lâm cảm thấy rất là vui. Hôm nay giúp được dòng cũng khá là pháp thực, cũng giỏi nhưng mà rất là thông minh, hiểu về đạo. Rồi, hay quá. Lâm đi giúp về chùa tu lành tu hiền rồi. Hẹn bà bác những video tập tiếp theo nha bà bác ha. Chào tạm biệt bà bác.